Các bạn thân mến, cách đây hơn 10 năm, Nga chính thức công bố chính sách xoay trục sang hướng Đông cùng với các mục tiêu tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực. Để rồi, thời gian gần đây khi đứng trước những biến động to lớn của tình hình thế giới và sự thay đổi trong quan hệ giữa Nga với châu Âu, anh bạn này càng có xu hướng thân phương Đông hơn. Trong chính sách đó, Nga luôn xác định Việt Nam chính là yếu tố trọng tâm nên ngày càng tích cực phát triển mối quan hệ tốt đẹp với đất nước hình chữ S. Thậm chí mà nhiều trang tin lớn nhỏ của Nga còn không ít lần khẳng định rằng nếu không có Việt Nam, kế hoạch xoay trục sang phương Đông của Nga sẽ phá sản hoàn toàn. Vậy lý do gì khiến cho Việt Nam đóng vai trò quan trọng như thế trong chiến lược đặc biệt của siêu cường? Tại sao chính phủ Nga và cả giới truyền thông nước này đều rất xem trọng Việt Nam? Câu trả lời sẽ được chúng tôi mang đến trong video số hôm nay. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé! Vâng, dành cho những ai chưa rõ về chiến lược xoay trục sang phương Đông của Nga. Năm 2012, tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố sáng kiến về việc Nga xoay trục sang hướng Đông. Các mục tiêu trong sáng kiến này là phát triển vùng Viễn Đông của Nga, đa dạng hóa quan hệ kinh tế với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và tăng cường sự hiện diện của Nga tại khu vực này. Đến tháng 6 năm 2016, tại Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg, Nga lại đề xuất về một tầm nhìn chiến lược Đại Á-Âu, bao gồm các quốc gia thuộc khu vực Đông, Đông Nam và Nam Á, cũng như Trung Á và Châu Âu. Nói cách khác, việc xoay trục sang phía Đông được đưa ra vào một khuôn khổ rộng lớn hơn, ngụ ý rằng thành công của các tiểu vùng khác nhau của Đại Á-Âu sẽ góp phần thực hiện chính sách của Nga. Cơ sở xây dựng chính sách này dựa trên sự gắn bó lợi ích ngày càng lớn giữa Nga và các nước phương Đông. Theo đó có 3 lý do chính khiến Nga tích cực xoay trục sang phương Đông. Thứ nhất là vì chính trị. Các nước phương Đông không có nhiều bất đồng, cạnh tranh lợi ích đáng kể với Nga, ngoại trừ một số tranh chấp lãnh thổ mang tính lịch sử và cạnh tranh ảnh hưởng cục bộ. Thứ hai là do Nga nhận ra vị thế và vai trò ngày càng lớn của các nước phương Đông. Minh chứng là tại hội nghị mở rộng của Bộ Ngoại giao Nga vào tháng 11 năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin đề nghị về sự chuyển dịch trọng tâm của nền kinh tế và chính trị thế giới sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, Nga cần phải tiếp tục phát triển quan hệ mạnh mẽ với các quốc gia phù hợp với mục tiêu thiết lập quan hệ đối tác Á-Âu mở rộng trong khu vực. Và thứ ba là vì sự liên kết của các khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng với kế hoạch chiến lược Đại Á-Âu giúp Nga khẳng định được tầm quan trọng của mình trong trật tự thế giới mới. Chính những tư tưởng đó đã hình thành nên cơ sở của khái niệm chính sách đối ngoại năm 2016, bao gồm ý tưởng hình thành không gian chung cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và Liên minh Kinh tế Á-Âu EAEU, nhằm duy trì hòa bình ở Đông Bắc Á và thiết lập quan hệ đối tác hữu nghị với Nhật Bản. Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của tình hình chính trị thế giới, Nga đã nhiều lần nêu ý định cải thiện quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo đó, chiến lược an ninh quốc gia của Nga nhấn mạnh các mục tiêu trong chính sách đối ngoại là phát triển quan hệ đối tác với các nước phương Đông, đảm bảo sự ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và hỗ trợ các thể chế đa phương trong khu vực, bao gồm ASEAN và các cơ chế khác. Đúng như những gì được định hướng suốt hơn một thập kỷ qua, Nga đã tích cực mở rộng mối quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ và đặc biệt là Việt Nam. Vì đối với Nga, Việt Nam giống như một yếu tố quan trọng không thể thiếu, ảnh hưởng đến sự thành bại của kế hoạch xoay trục sang phương Đông của mình. Điều này đã được nhiều trang tin địa chính trị của Nga phân tích lý do một cách chuyên sâu. Gần đây nhất là trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga đã cho đăng tải bài viết đáng chú ý có tiêu đề "Vai trò của Việt Nam trong việc Nga xoay trục sang phương Đông là rất lớn", với nội dung đáng chú ý như sau. Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, người đoạt giải thưởng Nhà nước Liên bang Nga, kiêm giám đốc khoa học của Viện Tiến sĩ Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, Vitaly Naumkin nói với Sputnik bên lề Hội nghị Khoa học Thực tiễn Quốc tế Nga-Việt được diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông rằng vai trò của Việt Nam trong kế hoạch Nga chuyển hướng sang phương Đông là rất lớn, bởi vì Việt Nam là một trong số ít quốc gia hiểu rất rõ về Nga, cũng như hiểu rõ về lịch sử và quá khứ của Nga. Vậy nên Việt Nam đã bất chấp sự phức tạp của tình hình địa chính trị thế giới để ở bên cạnh Nga. Điều này cho thấy ở thời điểm hiện tại, Việt Nam có khả năng trở thành người chỉ đạo vai trò của Nga đối với thế giới và giải thích cho các nước khác hiểu rõ hơn về những gì Nga có thể làm và tại sao điều đó lại quan trọng đến vậy. Vâng, những gì mà ngài viện sĩ Nga nói là không hề sai kể từ khi Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tình hữu nghị Việt-Nga đã ghi sâu vào trong tâm khảm của nhiều thế hệ người dân hai nước.
vượt qua những thăng trầm, biến động lịch sử, hai nước tiếp tục giữ vững mối quan hệ và phát triển nó thành mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cách đây nhiều năm. Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt-Nga được thể hiện qua sự gắn bó, hiểu biết và tin cậy, sự giúp đỡ và hợp tác lẫn nhau trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ để giành lấy độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam và hồi phục kinh tế sau ngày đất nước được thống nhất, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã đồng hành cùng bạn Nga trong suốt 70 năm qua. Hầu như mọi biến cố mà bạn Nga trải qua kể từ sau khi Liên Xô tan rã đều có sự chứng kiến và góp nhặt của Việt Nam. Vậy nên hơn ai hết, Việt Nam chính là người hiểu rõ bạn Nga nhất, cũng như là hiểu rõ những gì mà Nga đang làm trong thời điểm căng thẳng như hiện nay. Vậy nên là khi cuộc chiến tranh Ukraine nổ ra, khiến cho người Nga phải nhận lấy hàng loạt những lệnh cấm vận, trừng phạt của phương Tây và sự lên án gay gắt của nhiều tổ chức quốc tế trên thế giới, Việt Nam vẫn không bỏ rơi người bạn này. Việt Nam vẫn vui vẻ chào đón Tổng thống Putin một cách trọng thị để thể hiện sự coi trọng của mình đối với bạn Nga. Còn trước đó, có rất nhiều đời chủ tịch nước của Việt Nam đã đến thăm nước Nga đầu tiên sau khi nhậm chức. Trong các cuộc gặp gỡ ấy, rất nhiều lần Việt Nam khẳng định rằng Nga chính là một trong những người bạn bè, đối tác và cũng là anh em thân thiết nhất của mình. Việt Nam luôn ưu tiên phát triển mối quan hệ toàn diện với Nga. Và cùng với những vị thế quốc tế ngày càng lên cao của Việt Nam, cái bắt tay giữa hai nước Việt-Nga đã gây được sự chú ý lớn. Qua đó, nó khiến cho người ta đặt câu hỏi to lớn về những lời cáo buộc mà phương Tây đang áp đặt vào Nga. Đặc biệt là khi Việt Nam liên tục từ chối tham gia vào việc đưa ra các tuyên bố chung nhằm chỉ trích và hạ bệ nước Nga. Và một điều quan trọng nữa là Việt Nam hiện nay được ví như là đầu tàu của khu vực Đông Nam Á. Chuyện Việt Nam tỏ ra thân thiết với bạn Nga giống như là hành động mở đường cho người anh em này tiến lên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước khác trong khu vực ASEAN nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng quy mô quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước hiện nay vẫn chưa tương xứng với mức độ quan hệ chính trị và những tiềm năng sẵn có. Và để tạo động lực mới cho mối quan hệ này, trước tiên Nga cần phải quan tâm phát triển giao thông đường biển để kết nối với các cảng biển ở vùng Viễn Đông của Nga với Việt Nam. Và ngoài ra thì hai bên cũng cần phát triển kênh liên lạc trực tiếp giữa các doanh nghiệp hai nước và cuộc tiếp xúc kênh thứ hai thông qua các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng khoa học để góp phần thúc đẩy thêm quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Và đây là việc làm cấp thiết để hai nước Việt-Nga ngày càng thắt chặt thêm mối quan hệ thân thiết vốn có, một điều cực kỳ có lợi cho chiến lược xoay trục sang châu Âu của Nga hiện nay. Nhìn lại lịch sử quan hệ Việt-Nga trong hơn 70 năm qua, có thể thấy đây không hẳn là con đường bằng phẳng. Có những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động không thuận tới quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, tình hữu nghị thân thiết thủy chung sâu sắc giữa Việt Nam và Nga vẫn bền vững qua thời gian. Hơn thế nữa, quan hệ Việt-Nga ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ trong suốt nhiều thập kỷ liền. Tình cảm keo sơn gắn bó ấy được hình thành từ trong những cuộc chiến đẫm máu mà hai nước Việt-Nga ngày nay và Việt Xô ngày trước đã kề vai sát cánh cùng nhau. Vậy nên, đối với Việt Nam, Nga luôn là người anh em máu thịt, không thể nào chia tách. Còn Việt Nam đối với Nga chính là người anh em vĩ đại, không gì có thể thay thế được trên đời. Điều này đã được bạn Nga khẳng định rất nhiều lần. Lần gần đây nhất là trong một sự kiện gây chấn động thế giới. Nó khiến cho những người đồng minh thân thiết của Nga như Trung Quốc và Triều Tiên phải ghen tị với Việt Nam trước sự trọng thị quá lớn này. Vậy chi tiết ra sao, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn mỗi ngày nhé. Vâng, liên quan đến sự kiện trên, các kênh truyền thông lớn nhỏ trong ngoài hai nhà nước đã liên tục đưa tin như sau. Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2024 giờ Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc gia Việt Nam tham gia chiến đấu, bảo vệ thủ đô Moscow trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1941-1945. Tại đây, Thượng tướng Viktor Goremykin, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã chủ trì buổi lễ. Cùng tham dự lễ khánh thành có Thượng tướng Alexander Fomin, Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ xúc động khi cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và các đại biểu khánh thành đài tưởng niệm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng, Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng,
các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã xây dựng đài tưởng niệm tại Moscow. Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam được khánh thành tại Moscow cùng với đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô Liên bang Nga Việt Nam đã hy sinh vì hòa bình và ổn định khu vực tại tỉnh Khánh Hòa, vừa là minh chứng cho truyền thống lịch sử, vừa là biểu tượng cho những nỗ lực củng cố và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định gần 75 năm qua, vượt qua thăng trầm của lịch sử, biến động của tình hình thế giới và khu vực, nhân dân và quân đội hai nước luôn cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự kính trọng và tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước đã không ngừng vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, trở thành đối tác chiến lược toàn diện hiện nay. Nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình to lớn và hiệu quả mà Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về phần mình, Thượng tướng Viktor Gorymyski nhấn mạnh, trước sức tấn công mãnh liệt của phát xít Đức, các chiến sĩ Việt Nam đã tình nguyện tham gia trận chiến bảo vệ Moscow. Các anh đã thể hiện sự dũng cảm, kiên cường, kề vai sát cánh với những lính Hồng quân Liên Xô trên chiến trường để đẩy lùi kẻ xâm lược. Sự đóng góp to lớn của các chiến sĩ Việt Nam đã góp phần làm nên chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Do đó, Thượng tướng Viktor Gorymyski đã thể hiện sự tôn kính của mình dành cho chiến công của các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam. Đồng thời tin tưởng rằng công trình đài tưởng niệm sẽ góp phần giữ gìn ký ức lịch sử về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cũng như góp phần tăng cường hợp tác và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới. Đối với Nga, Việt Nam luôn là người em vĩ đại nhất của mình. Nói thêm về công trình lịch sử này, đài tưởng niệm được đặt tên là Những người bạn liên minh chiến sĩ Việt Nam, nằm bên trong công viên Patriot. Công trình gồm có 3 bức tượng khắc họa hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đang chốt giữ tại vị trí phòng thủ và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong trận đánh bảo vệ Moscow. Toàn bộ tượng đài được đặt trên bệ khắc họa hình ảnh công trình phòng ngự gồm vật cản chống tăng và chống đạn. Cả công trình được chế tác bằng đồng cao cấp. Có thể nói, công trình được Nga kỳ công xây dựng chính là lời vinh danh dành cho các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã hy sinh năm ấy. Đây là sự biểu dương tán thành vô cùng xứng đáng dành cho các công lao to lớn của các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu trên chiến trường. Cụ thể hơn, trong giai đoạn năm 1926-1930, một số thanh niên Việt Nam yêu nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, giới thiệu đã đến Moscow học tập. Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô, các thanh niên mang đầy hoài bão trong mình đã gia nhập Trung đoàn Quốc tế thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm Bộ binh cơ giới OMSBON của Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô để chấn giữ địa bàn trọng yếu kế cận Điện Kremlin. Đến ngày 7 tháng 11 năm 1941, các đồng chí đã tham gia lễ duyệt binh lịch sử trên quảng trường đỏ, sau đó tiến thẳng ra mặt trận. Vào mùa đông năm 1941-1942, các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Moscow và cùng quân dân Xô Viết đánh bật lực lượng xâm lược khổng lồ của phát xít Đức ra khỏi cửa ngõ thủ đô, trong đó có 3 đồng chí đã hy sinh tại mặt trận. Đến năm 1986, đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô đã truy tặng huân chương, huy chương cao quý đối với các đồng chí. Đến năm 2020, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đề nghị phía Việt Nam phối hợp rà soát, xem xét khả năng cung cấp thêm thông tin về cá nhân và thân nhân của các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đã tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong chiến tranh thế giới lần thứ hai để bổ sung vào cơ sở dữ liệu trong bảo tàng Con đường ký ức. Đây là bảo tàng thuộc nhà thờ chính của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tọa lạc bên trong công viên Patriot, ngoại ô Moscow. Sau đó, Nga còn đề nghị Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến đối với quá trình phác thảo đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam. Sau thời gian dài hai bên tích cực phối hợp trao đổi thống nhất, bạn Nga đã thi công xong công trình và đến nay đài tưởng niệm đã được khánh thành theo đúng kế hoạch. Qua những gì mà Nga đã làm và cư xử với Việt Nam, có thể thấy anh bạn này đã luôn dành cho Việt Nam một sự trọng thị rất lớn. Trong đó, Nga không chỉ biết ơn những gì mà Việt Nam đã đóng góp cho cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của mình, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với Việt Nam trong suốt quá trình thiết kế, thi công và khánh thành đài tưởng niệm các chiến sĩ quốc tế tình nguyện của nước bạn. Nhìn vào đây mới thấy được tình cảm mà nước Nga dành cho Việt Nam to lớn và sâu đậm ra sao. Rõ ràng chỉ có những người anh em mà Nga thật sự quý trọng, tin tưởng và yêu thương mới nhận được đặc quyền này
Và đây cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu khi truyền thống tốt đẹp về tình đồng chí và tương trợ lẫn nhau giữa hai nước Việt Nga đã được thử thách qua thời gian. Nó đã tạo nên nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nếu như trong quá khứ Việt Nam cùng với bạn Nga kề vai sát cánh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thì ở thời điểm hiện tại Việt Nam luôn bên cạnh Nga bất chấp việc nước này liên tục bị Mỹ và phương Tây cấm vận, đồng thời bị lên án bởi những người anh em khác vì cuộc chiến tranh Ukraine mà Nga hiện đang tham gia vào. Trước sự thủy chung son sắt đó của Việt Nam, rất nhiều lần các nhà lãnh đạo nước Nga đã tỏ ra xúc động và liên tục nói rằng Việt Nam là một nền văn minh lâu đời, rực rỡ và độc lập trong bức tranh toàn cảnh của một thế giới đa cực. Trên trường quốc tế, Hà Nội theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và ủng hộ mạnh mẽ trật tự thế giới công bằng dựa trên luật pháp quốc tế, các nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Chúng tôi cảm ơn các bạn Việt Nam đã thể hiện lập trường cân bằng về cuộc khủng hoảng Ukraine và mong muốn thúc đẩy việc tìm kiếm con đường thiết thực giải quyết khủng hoảng bằng các biện pháp hòa bình. Tất cả những điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần và bản chất mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Hy vọng rằng trong tương lai tới đây, mối quan hệ Việt-Nga sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp. Đối với Nga, Việt Nam mãi là người anh em vĩ đại, chẳng khác gì máu thịt của mình.